Thưa quý vị, thị trường khách du lịch Ấn Độ được xem là một trong những thị trường khách tiềm năng của thành phố Đà Nẵng, khi lượng khách này đến thành phố đã tăng trưởng rõ rệt trong thời gian qua. Nắm bắt được điều này, du lịch Đà Nẵng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp tiếp tục thu hút khách Ấn Độ, qua đó nhằm triển khai kế hoạch khôi phục du lịch và đa dạng hóa thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đà Nẵng là điểm đến mới hấp dẫn đối với khách Ấn Độ. Với hàng loạt thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng biển, hội tụ các thương hiệu khách sạn nổi tiếng thế giới, các công viên giải trí chuyên đề đặc sắc, hoạt động giải trí đêm cùng văn hóa ẩm thực phong phú, Đà Nẵng còn có lợi thế kết nối đến các di sản văn hóa thế giới và từng được vinh danh là điểm đến lễ hội sự kiện hàng đầu châu Á. Thực tế cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2023, hơn 95.000 lượt khách du lịch Ấn Độ đến thành phố Đà Nẵng, chiếm gần 50% tổng lượt khách Ấn Độ đến Việt Nam, bước đầu minh chứng cho sức hút của điểm đến. Thực sự mà nói, tất cả mọi thứ như những ngọn núi, bãi biển, cảnh quan, thành phố không chỉ đẹp mà còn nhiều nét lịch sử để khám phá. Tôi thấy điều này rất tốt. Để tham quan Đà Nẵng vào ban ngày, tôi cũng ấn tượng khung cảnh ban đêm của thành phố rất đẹp. Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố, khách du lịch Ấn Độ rất đa dạng. Đây là đặc điểm thuận lợi để phát triển du lịch Đà Nẵng. Ấn Độ, lượng khách họ không chỉ đi 5 sao, mà khách còn có thể đi là 4 và 3 sao. Và họ không chỉ là đi du lịch theo gia đình, mà họ có thể là đi theo du lịch theo từng nhóm thanh niên trẻ, rồi du lịch MICE cũng rất là nổi tiếng. Và đặc biệt là đám cưới Ấn Độ, đó mang lại lượng khách khổng lồ cho Đà Nẵng. Để tiếp tục khai thác có hiệu quả dòng khách này, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố phải luôn xây dựng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, đáp ứng thị hiếu của du khách Ấn. Công ty chúng tôi cũng đã xây dựng các lực lượng nhân sự chuyên khai thác cái thị trường này. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã có một đại diện ở bên Ấn Độ, bên Mumbai, chuyên kết nối các công ty lữ hành. Chúng tôi liên tục tạo ra những cái gói về khuyến mãi các sản phẩm mà đặc thù tại Đà Nẵng. Vừa qua, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức kết nối, thảo luận với các hãng hàng không và công ty lữ hành tại Ấn Độ nhằm xúc tiến mở đường bay trực tiếp và khai thác khách đến Đà Nẵng. Theo đó, các hãng hàng không Ấn Độ đều đặc biệt quan tâm muốn mở rộng mạng lưới bay đến các điểm đến mới hấp dẫn của khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Đáng chú ý, hãng hàng không Vistara và Indigo đang nghiên cứu kế hoạch mở đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng. Cũng trong dịp này, Sở Du lịch tổ chức chương trình gặp gỡ với các công ty lữ hành đang đưa khách đến Việt Nam và Đà Nẵng. Các đại diện lữ hành đánh giá cao điểm đến Đà Nẵng về năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ đa dạng, đảm bảo chất lượng, thông qua chuyến công tác, góp phần đẩy nhanh việc mở đường bay trực tiếp, tăng trưởng lượng khách Ấn Độ đến Đà Nẵng trong thời gian tới.